Nhắc đến người khuyết tật thì sẽ có người nghĩ rằng họ là những người phụ thuộc hoàn toàn vào người khác, họ không thể làm việc. Thậm chí nhiều người còn nghĩ là người khuyết tật sẽ lợi dụng hoàn cảnh của mình để đi xin sự thương cảm của người khác. Thế nhưng trên thực tế thì lại có không ít người khuyết tật tự vươn lên bằng nghị lực sống của mình. Bởi với họ thì người khuyết tật không cần sự thương hại mà cần sự bình đẳng trong cuộc sống. Tâm sự của cô gái mắc bệnh xương thủy tinh Nguyễn Thị Thu Thương sau đây có thể sẽ làm thay đổi suy nghĩ của nhiều người trong chúng ta. Tôi sinh ra bị mắc phải căn bệnh xương thủy tinh. Những người trong làng thì đến thăm mà có người tò mò thì đến xem và nói là giống quái thai. Bố mẹ thì cũng chỉ biết là đem tôi về và yêu thương nuôi tôi đến năm nào thì 2 năm đấy. Ra năm 18 tuổi, tôi thấy các bạn đi làm và tự lập được cuộc sống của mình. Bản thân tôi thì vẫn phải phụ thuộc bố mẹ. Lúc đấy thì tôi quyết định đi học nghề. Sau học trong 3 tháng thì tôi có ý tưởng là tôi rất muốn là mình mở được một cái trung tâm do mình quản lý và tạo việc làm cho các bạn cùng cảnh. Nhưng cái điều ước muốn của tôi rất là khó khăn vì gia đình nhà tôi thì cũng không có kinh tế. Suốt 10 năm thì tôi mới thực hiện được điều mong muốn đấy. Khi xây trung tâm xong thì cũng đón hơn 10 bạn đến học nghề và làm việc luôn. Tôi là một người khuyết tật và tôi biết là lao động là vinh quang. Khi mình có công việc thì mình sẽ có niềm vui trong cuộc sống. Và không những niềm vui là tự lập cho bản thân, còn có rất là nhiều niềm vui khác. Mọi người nhìn mình với con mắt rất là tôn trọng. Bất cứ ai, không phải mỗi bản thân tôi thì đều coi người mẹ là rất là quan trọng nhất trong cuộc đời của mình. Đôi khi mẹ không đồng ý những cái việc mà tôi làm. Các việc mới đến cốt nổi hơn và càng màu mè nó lại càng sắc. Tôi cũng không biết là nói gì với mẹ, nhưng mà tôi xin để cái điều đấy giữ trong lòng. Tôi chỉ mong muốn là mọi người yêu quý chúng tôi hơn là thương hại. Và chỉ có yêu quý thì mới tạo động lực cho chúng tôi có thể phát huy được và cái khả năng. Hãy sống như đời sống để biết yêu nguồn cội. Hãy sống như đôi lối vươn tới những tầm cao. Hãy sống như biển chào để thấy bờ biển rộng. Hãy sống và ước vọng để đời mênh mông.